Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn chào tất cả các anh em nhé. Thì ngày hôm nay theo cái nhu cầu của rất là nhiều anh em muốn xem cái cục đẩy lưới cao tích 904XS này, nó công suất thật nó là bao nhiêu, thì ngày hôm nay em sẽ đo cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Cùng tham khảo với cái mức đo này của em thì nó lưu ý với anh em là mang với cái tính chất là tham khảo thôi. Vì tại sao? Thì những cái thiết bị ở đây của em thì cũng chưa được đầy đủ. Nếu mà đầy đủ nữa thì anh em cần thêm cho em một cái con điện trở nữa anh em nhé, thì sẽ đo nó chuẩn hơn. Nhưng mà với cái cách này nó cũng tương đối tầm khoảng độ 95% đến 98% anh em nhé, chính xác cho đến 95 cho đến 98%. Còn đâu mấy cái kia thì nó thuộc vào phần sau thôi. Đấy, thì đơn giản ngày hôm nay thì em sẽ sử dụng một chiếc mixer. Đó, lấy tín hiệu từ trên một cái chiếc máy tính và xuống mixer, và từ mixer em sẽ lấy cái giải là giải 1KHZ anh em nhé, thì sẽ cho vào mixer và mixer sẽ bắn sang cục đẩy và đo. Ở đây em có sử dụng phần mềm, đó là một cái phần mềm tính công suất anh em nhé, tính công suất của đẩy. Ở đây thì nó có số volt này, a này, ohm này, và watt này nữa anh em nhé. Watt này là công suất power đây. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Và một cái đồng hồ đa năng anh em nhé. Cái đồng hồ này để kiểm nghiệm chính xác hay không thì bên em sẽ cắm vào điện lưới để cho anh em xem là nó có chính xác hay không anh em nhé. Bên em sẽ tháo ra và cắm vào trực tiếp vào điện lưới cho anh em cùng xem. Đây này. Đó, cắm vào điện lưới. Đấy, 228V anh em nhé. Ok chưa? Ok anh em nhé, 228V. Ok chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn nhá. Xong bây giờ em sẽ cắm trực tiếp vào trên cái cầu xoắn của con cục đẩy 9004. Đó, cắm trên cầu xoắn như này. Thật ra thì nếu mà có một cái điện trở 8 ohm nữa thì nó mới là chuẩn anh em nhé. Thì nó mới là chuẩn. Nhưng đây thì với những cái thiết bị ở đây thì em cũng làm nó cũng tương đối chuẩn anh em nhé. Đây. Ở đây là phần mixer anh em nhé. Đây là trên phần mixer. Thì anh em có thể thấy là em để căng hết lên. Căng hết lên những giải này. Ok chưa? Ok chưa? Đó, và anh em có thể thấy là đây là dây dẫn từ mixer cắm vào cục đẩy đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ đo để cho anh em. Để mà tiếp theo thì anh em cần phải tham khảo thêm nhé. Đằng sau này thì em sẽ để không phải là chập bridge đâu, mà em sẽ để với chế độ stea nhé. Em lưu ý nhé, nếu mà bridge thì nó sẽ tăng công suất rất là nhiều. Đây là em để chế độ stea. Anh em có thể nhìn thấy stea để mức giữa đúng không ạ? Độ nhạy là 0.77. Đấy, và em sẽ cắm tín hiệu. Này mới là chuẩn anh em nhé. Nhiều người ta chỉnh, người ta cắm hai cái vào đây nhưng mà người ta gạt sang bridge thì nó sẽ công suất nó sẽ cao hơn. Đấy. Và đây sẽ em sẽ mở thử cho anh em. Đây, căng nhá. Cho căng cái này luôn. Căng luôn anh em nhìn thấy chưa? Căng chưa? Căng chưa? Đó. Ok chưa? Căng đét luôn. Đó, ok. Như này là căng anh em nhá. Căng đét tín hiệu. Ok chưa? Và em sẽ bật cục đẩy. Đó, bật cục đẩy. Đó, đúng không ạ? Em sẽ để với cái mức, với mức báo clip này nha. Đấy, và anh em có thể xem 96.3V anh em nhé. Đấy, 96. Đấy, anh em có thể thấy không? Đấy là đo lần 1, 96.3 nhé. Lúc nãy thì em đo là 97. 8 ohm thì nó sẽ ra là 1150W anh em nhé. Ok chưa? Ok, anh em đã thấy chưa? Đấy, 96.3. Đó, anh em có thể thấy chưa?
Đấy, ok chưa? Reset này, ok chưa? Đấy, đo tiếp lần 2 anh em nhé. Anh Tuân có thể giúp em cầm cái ấy nó dựng lên để cho nó nhìn cho nó rõ. Anh em nhìn cho rõ, nhìn cái đồng hồ ấy nó dựng lên tí. Đó. Tiếp tục lần 2 em sẽ đo. Cái điện áp này nó rất là cao, nó rất là nguy hiểm anh em nhé. Đó, ok chưa? Bình thường nó vẫn chạy mười mấy volt nhỉ? Mini volt. Đấy. Đây nhá. Rồi ok, em sẽ tăng này. Vặn. Đấy. Báo clip luôn này anh em này. Căng hết cỡ nhá. Đây nhá anh em nhìn nhá. Đấy, 96,1, 96,2. Đây anh em thấy nhá. Đó. 96,2. Ok chưa? Đấy, lần thứ hai vẫn là 96,2 anh em nhé. Đấy, 8 ohm. Đấy, vẫn như vậy anh em nhé. Ok chưa? Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Tiếp tục nhé, em sẽ đo tiếp tục lần thứ 3. Đó, đo tiếp tục lần thứ 3. Lần thứ 3 này, nó vẫn là 14. Đây là millivolt anh em nhé. Đấy, millivolt. Đấy, tiếp tục lần thứ 3. 77V, 79V này. 81V này. 95, 96,5 này, 96,7 này. Đấy, ok chưa? Lần này lên tới 96,7 nhá. Đèn vẫn chưa báo clip anh em nhá. 96,8 kìa. Đó. Vẫn chưa báo clip. Đó anh em nhá. Con này thì nó có giới hạn dòng rồi. Con này chắc chắn là nó có giới hạn dòng anh em nhìn nhá. Báo clip là nó sẽ giới hạn dòng. Đấy. Chưa báo clip nhá thì nó được 64, mấy này em đang tăng này. Đó. Nó lên nhá, nhưng mà khi anh em để kịch này, nên lên clip là nó tụt. Đó, vì tại sao? Cái này nó sẽ giới hạn, nó sẽ cắt gọn lại cái tín hiệu, không bị vỡ tiếng em nhá. Đấy, không bị vỡ tiếng. Rất là hay ở cái đấy. Đó. Đấy. Đấy, 0,5. 96,5. Đấy, chưa báo clip đâu. Ok chưa? Đấy, thì anh em có thể thấy công suất chuẩn chưa? Rồi, nhân với 8 ohm. Đó, nó là 1,164 anh em nhé. Đó. Đấy, đây là em chưa, thật ra là với tất cả các bác là đo như này nó là nó chưa chính xác nhiều đâu. Vì nếu mà chính xác nữa thì nó cần phải ghép thêm một cái quả tải 8 ohm vào nữa anh em nhé. Đấy, thì đây là một cái video cho anh em. Và bây giờ em sẽ mở cái nội thất cho anh em cùng xem anh em nhé. Để xem cái chất lượng của nó như nào. Sẽ tháo cái cục đẩy này ra cho anh em xem nhé. Đấy, lên được 96V anh em nhé. Mà cái đèn clip này nó chỉ hơi nó chưa nháy đi đâu anh em nhé. Nó chưa nháy nhiều. Thì anh em phải hiểu là công suất nó rất là lớn. Đấy, để được một cái cục đẩy công suất nó như này thì không phải là dễ dàng đâu anh em nhé. Và giá nó rất là yêu thương cho anh em. Giá hiện tại chỉ có 8,3 triệu thôi. Và khẳng định với anh em đây là công suất chuẩn luôn. Đấy, 96V,5 thì nó ra tầm 1164W em nhé. 1,16kW, tức là 1160W. Đấy, công suất rất là lớn anh em nhé. Công suất này thì anh em chú ý là anh em không nên thử. Thử thì nó sẽ không may anh em sờ vào cái cọc loa ấy, nó sẽ giật. Nó giật và rất là nguy hiểm anh em nhé. Nên anh em phải lưu ý rất là cẩn thận giúp em. Còn đâu khi mà chúng ta đã khi tháo ra thì anh em lưu ý là anh em phải rút điện anh em nhé. Ở đây, nó đây. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái biến áp đây. Đấy, anh em nhé, rất là lớn. Biến áp này tầm 21 cm anh em nhé. Anh có thể lấy thước đo giúp em. Đó. Ok chưa? 31 chưa anh em? 21. 21. Xin lỗi anh em. 31, 21 cm anh em nhé. Ok chưa? Đấy. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Với cái cục đẩy này thì anh em có thể nhìn thấy các linh kiện của nó đều là những linh kiện rất là chất anh em nhé. Đó, linh kiện cực kỳ là chất luôn.
Đấy, Sòn NG anh em nhé. Sòn NG với kép thì tiếng cực kỳ sáng rồi. Đó, ok chưa ạ? Đấy, anh em nhìn cái linh kiện của nó khá là chất anh em nhé. Tụ thì ở đây nó sử dụng lên tới 16 tụ. Đó, anh em có thể thấy đây. Đây là MOSFET. Đó. Con này thì được bảo hành chính hãng của Lợi Ích Optics và anh em có thể là cào, anh em mua anh em nào đã mua sản phẩm này thì anh em có thể cào cái sản mã ra và anh em nhắn tin tới đầu số 8089 anh em nhé để kích hoạt được bảo hành 12 tháng cho anh em. Đó, công suất chuẩn là 900W. Còn đây đây là khi em đo thì nó được tầm khoảng độ 1100W, hơn 1160W. Thì cái mức sai lệch này nó cũng không quá, nhưng mà đảm bảo với anh em với công suất như thế này là công suất chuẩn anh em nhé. Để anh em đỡ phải phân vân với cái cục đẩy này với những cái cục đẩy khác. Đấy anh em nhé. Thì đây là một cái cục đẩy công suất mà đảm bảo công suất với anh em. Chất lượng linh kiện tốt và chất âm nó sẽ rất là hay anh em nhé. Đó, đây. Anh em có thể nhìn kỹ lại. Rất là đẹp anh em nhé. 9004XS. Giá là 8.300.000 đồng, bao ship cho anh em. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên giúp em hoặc truy cập website thangcaoaudio.com, bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.